Tổng cục yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường chống thất thu qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Các đơn vị phải tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp như kiểm tra chặt về số lượng, trọng lượng, chủng loại, tên hàng hóa, trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu, phân loại hàng hóa áp dụng mã số và mức thuế, xuất xứ hàng hóa, thực hiện miễn, giảm, hoàn thuế, ưu đãi thuế, chủ động ra soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải.